Đi suốt không có tới gặp em gì hết. Tại vì thời gian qua anh đi công tác nước ngoài, anh vừa về đến đây là anh ghé thăm em luôn đó. Sao nhìn dữ vậy? Đi công tác nước ngoài cực lắm hả? Em thấy anh ốm hơn trước nhiều đó. Tại vì thức ăn ở nước ngoài anh chưa có quen. Anh thèm món ăn Việt Nam lắm. Vậy hả? Giờ thì anh về rồi, cứ ghé quán em ăn uống thường xuyên là lấy lại phong độ liền à. Em biết không, thời gian anh ở nước ngoài anh lúc nào cũng trông về nước để gặp em. Ngồi xuống đây. Anh nhớ em lắm. Em cũng nhớ anh nữa. Lâu rồi anh không có liên lạc với em. Em tưởng anh đi theo người đẹp nào rồi chứ. Em dễ thương vậy sao anh bỏ em được? Cô bé ngốc của anh. Anh Anh đừng đi nữa nha. Anh xin lỗi em. Thật lòng anh không muốn sai em chút nào hết. Anh chỉ mong được có nhiều thời gian và không gian riêng hơn để ở bên em. Em biết không, lại con kia.
dám giật chồng tao. Đã vậy mày còn xúi nó ly dị với tao. Mày ngon quá hen. Chị hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ nói câu đó hết trơn đó. Đúng liệu mét. Sao lại ra nông nổi này hả? Ông tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi. Đừng gần con, có mẹ đây. Thắm à, em nên biết điều một chút. Tôi vừa mới cứu em đó. Ông lại tính dùng ân nghĩa để bắt người khác báo đáp mình nữa hả? Em vẫn nhớ về tôi khá rõ ha. Tránh xa tôi ra. Bọn chúng chưa đi xa đâu, có thể chúng sẽ quay lại đó. Em lên xe tôi chở về. Em có quyền không lo cho bản thân em, nhưng em phải lo cho con chứ. Nó là con của anh đó. Ông không có quyền. Nó không phải là con của ông. Của tôi á, ảnh tuyệt vời lắm luôn á, mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thấy cô có vẻ vui quá ha. Trời ơi, không hạnh phúc mới là lạ. Anh Kiệt lúc nào cũng lạnh lùng với tôi hết trơn á. Tôi có mơ cũng không nghĩ là có ngày ảnh nằm trong vòng tay của mình. Nhưng mà chuyện này tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm đó nha. Không có cô á là không có được những giây phút tuyệt vời đó đâu. Tôi cũng chỉ giúp anh Kiệt về với người xứng đáng với ảnh thôi mà. Ờ đúng rồi đúng rồi. Cô cũng thấy tôi xứng đáng với ảnh đúng không? Ai cũng nói vậy hết trơn á. Chỉ có một mình ảnh á là không nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi thôi. Sắp tới cô tính thế nào với anh Kiệt? Trời ơi, còn thế nào nữa? Kết hôn chứ sao? Và trong ngày trọng đại đó, cô làm cho phụ cho tôi nha. Cô đã giúp tôi nhiều rồi, cho nên là bữa đó chỉ cần tới ăn thôi, không cần đi phong bì gì đâu ha. Mà anh Kiệt có chắc là sẽ cưới cô? Trời ơi, chắc chứ sao không? Ảnh là một người đàng hoàng mà. Với lại tôi với ảnh đã... Cô không tin đúng không? Nhìn là biết rồi, mấy cái vụ này á phải nói có sách mách có chứng. Tôi có bằng chứng nè, cô đợi xíu. Có luôn hả? Cô coi đi. Mà cái này là bí mật của tụi tôi á nha. Cô nhìn anh Kiệt thôi nha, đừng có nhìn tôi. Mất công ghen tị với sắc đẹp của tôi nữa. Cô thấy sao? Đẹp đúng không? Lãng mạn quá trời luôn á. Anh đi lắm rồi đó anh. Còn tôi lúc nào cũng thấy ấm áp ở trong lòng đó. Cô đem mấy cái này vô đây làm cái gì? Nó có nằm trong phần công việc của cô không? Thì không có nằm trong công việc, mà là nằm trong phần chuyện riêng tư của hai đứa mình đó. Với lại mình còn nhiều việc phải lo cho đám cưới nữa đó anh. Nè anh chọn đi. Cô vẫn còn nghĩ là tôi sẽ kết hôn với cô à? Đương nhiên rồi.
Em với anh có đính ước rồi mà. Với lại mình cũng đã ngủ với nhau rồi đó. Bây giờ anh không cưới em chứ anh cưới ai? Tôi xin cô, cô để cho tôi yên được không? Anh Kiệt, anh đừng có quan tâm mấy cái chuyện bên ngoài nữa. Bây giờ anh chỉ cần tập trung lo cái chuyện của hai đứa mình thôi. Hơn nữa đám cưới sắp tới rồi, mình có nhiều thứ phải lo lắm. Ví dụ như là nhà hàng nè, thiệp cưới nè, và phải in thiệp như thế nào. Thôi được rồi, tụi nó không có đám cưới gì hết. Đó chỉ là tai nạn rồi, em đừng có nghĩ tới nó nữa. Không anh ơi, không phải tai nạn đâu, đó là tình yêu đó. Đó là tình yêu cái gì? Đó không phải là tình yêu. Kiệt à, chuyện gì vậy con? Kiệt, Nhân, có chuyện gì vậy? Bác phải đòi lại công bằng cho con. Anh Kiệt, anh đang hiếp con. Con, thôi mẹ cho con đi ngủ nha, con đi ngủ nha. Anh đợi em về nãy giờ đó. Anh tới đây làm cái gì? Anh đi ra khỏi nhà tôi đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Làm ơn đi đi. Thắm, em bình tĩnh lại đi. Anh xin lỗi vì những chuyện mà Quế đã gây ra. Đây, anh đã viết đơn ly hôn rồi. Anh sẽ ly dị với cô ta. Tôi không muốn nghe gì hết. Làm ơn đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Em đừng có như vậy mà Thấm. Em còn yêu anh mà phải không? Bây giờ mình có thể bên nhau được rồi. Anh cút ra cho tôi. Đi đi, cút đi, đi Thấm. Cút đi mà, đi đi Thấm, Thấm đi. Bình tĩnh đi em Thấm. Đi đi. Em đừng có như vậy mà Thấm. Mọi chuyện cũng là do Khởi yêu em quá thôi. Thấm, Bích nói đúng đó Thấm. Cho anh một cơ hội đi Thấm. Em đã làm những chuyện không thể chấp nhận được. Em không còn mặt mũi nào nữa. Em đừng tự dằn vặt mình nữa. Hai người yêu nhau bao nhiêu năm, chuyện hai người trở lại cũng là bình thường thôi mà. Bích nói phải đó em. Em cho anh một cơ hội ở bên em đi Thấm. Trời ơi, em đi. Đừng có nói nữa. Anh Kiệt, em đã làm tổn thương anh. Có chuyện này liên quan đến Kiệt, chị không biết là có nên nói cho em biết không. Nhưng nếu không nói, chị thấy áy náy lắm. Anh Kiệt bị ra sao hả chị? Nghe nói em nghe đi chị. Chị, em xem đi. Thank you.
quên anh Kiệt đi. Chị nói thật lòng đó, đàn ông họ hơn mình ở chỗ họ mau quên lắm. Em hãy quên anh Kiệt đi. Do em, tất cả là do em. Chừng đó tiền mày đừng làm tao thất vọng. Mày tâm đi, hiểu lo quá. Cái nghề chăn chắc là nghề của tao mà. Hiểu. Tôi mới đây, tôi qua phiền ông nè. Chờ anh. Thì cái gì, bạn bè mà. Mấy khi bạn bè ghé nhà chơi. Ai đây? Bạn gái. Dễ thương hả? Thôi vô đi, tìm rượu chuẩn bị hết rồi. Được rồi, sai không về nha. Ok. Dạ. Vô em. Em thấy nhà bạn anh đẹp không? Đó. Kiến trúc rất là hiện đại. Em đi tham quan một vòng đi.
Sao, đẹp đúng không? Đẹp lắm anh. Ê, đẹp. Có sao không? Của em đâu? À đây, của em đây. Đi của em đây. Em muốn rồi. Hả? Nè. Vô. Vô. Một đêm tuyệt vời. Tỉnh chưa? Cỏ dại. Chị Bết, sao chị lại ở đây vậy? Em còn chưa tỉnh táo hả? Tại sao em đi với tên Thành? Anh Thành? Anh Thành làm sao hả chị? Ủa, mà anh Thành đâu rồi? Em đúng là em nằm ở trong miệng sói mà còn nghĩ là mình được yêu thương. Em không biết hắn ghê tởm như thế nào hay sao? Chưa?
họ khốn nạn lắm. À, em không sao là may rồi. Nói cái này bà bỏ qua cho tôi nha. Cậu Thành mà lúc trước quen với bà, không ngờ lại tán tận lương tâm đến như vậy. Nghĩ lại còn thấy sợ. Hắn dám bắt cóc bé Nhân. Báo mới đưa tin công an bắt hắn vô tù rồi. Thật đáng đời mà. Chuyện không hay đã qua, không nên nhắc lại nữa. Lòng người thật đáng sợ mà. Cùng là con người ở chung nhà với nhau mà lại làm chuyện tán tận lương tâm như vậy. Chị bỏ qua đi, ai làm người nấy chịu. Cái gì cũng có nhân quả của nó. Nhưng mà nghĩ lại tôi thấy tức. Ác quỷ sẽ bị tiêu diệt, còn kẻ xấu sẽ bị công an bắt. Đúng rồi, con của mẹ giỏi quá. Mẹ xin lỗi con nha. Hôm nay mẹ tới trễ, làm cho con của mẹ sợ. Con không sợ nữa đâu. Từ bây giờ con sẽ cùng siêu nhân đánh bại ác quỷ để bảo vệ mẹ. Nè, đâu có vô mà không có cửa. Em quên. Nhưng mà sao em phải có cửa ta? Giờ mà còn phải khách sáo nữa hả? Em không thích đâu nha. Nè, đây là nơi làm việc, cô phải giữ tác phong của mình chứ. Anh có thích những tấm hình mà em gửi không? Mỗi lần nhìn những tấm hình đó, em đều cảm thấy bồi hồi. Cô nghĩ sao mà làm chuyện như vậy hả? Sao anh lại nói vậy với em? Em gửi hình cho người yêu em xem, có gì sai hả? Ai là người yêu của cô? Anh chứ à. Biết rồi mà còn hỏi nữa. Sẽ yêu em thôi, em không có dội đâu. Em tin là tình yêu chân thành của mình sẽ làm anh thay đổi. Trời ơi, để tôi yên được không? Của mình rất thích và hay gọi món này lắm. Ừ, đây là những món đinh của quán, nhưng mà cô đã cho mở rộng thêm menu. Nhân viên đang tiến hành pha chế các loại nước mới. Vậy thì hay quá cô. À, mà còn nhớ giới thiệu món mới cho khách và thu thập ý kiến của họ để mình hoàn chỉnh menu nghe con. Dạ. Mẹ, mẹ ơi. Cái gì vậy? Ôi,
Mẹ biết tin gì chưa? Nè, mẹ coi đi. Tin gì? Trời đất ơi, nhà ông Hoàng đúng là phức tạp thiệt đó mẹ. Chồng thì gái gú khắp nơi, còn vợ thì cũng không vừa gì. Cặp bồ với lại thằng cha Thành, sau đó bị ông Thành trở mặt, rồi bắt cóc con luôn. Thấy ghê chưa? Hiện nay công an đã tóm được thằng cha Thành rồi đó mẹ. Mẹ, ông Thành đang trốn khỏi dòng pháp luật vậy á, mà còn không biết hối lỗi, bày mưu dắt mối mại dâm đó mẹ. Người gì đâu mà đáng sợ dữ không biết. Con không được quan tâm chuyện nhà người khác như vậy đâu. Mẹ, có phải mình con nói đâu, cả nước này ai cũng biết mà, đúng không chị? Người ta nói thì không phải con cũng hùa theo. Con có nhớ là có lần con cũng tin những tin tức trên mạng mà gây ra bao nhiêu rắc rối cho chị em Thấm, con nhớ không? Dạ, con xin lỗi. Biết sai xin lỗi chưa đủ, con cần phải khắc phục và sửa chữa sai lầm. Cô ơi, cô đừng có la Tường Vi. Tường Vi biết lỗi rồi mà. Thôi, con đi ra ngoài đây. Nè con cứ để cho nó một mình đi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô với chú cũng cần phải nghiêm khắc với nó hơn, không nó hư mất. À, mà có lần cô thấy con và Thành nói chuyện trong quán. Cô ơi, cho con xin phép được nghỉ sớm ca này nha. Con muốn có thời gian suy nghĩ một chút. Vậy thôi ha. Sao lúc trước mạnh mồm mạnh miệng lắm, cô diễn kịch cũng giỏi lắm, sao bây giờ lại yếu ớt như vậy? Hay để tôi che chở cho cô một đêm nha. Rồi rắc rối với ông tôi không cần. Nè, sao lại thiếu chân thành với nhau như vậy cô bé? Ông muốn gì? Muốn cô phải trả giá. Chính cô đã khiến cho gia đình tôi mất hết tất cả. Ông đối xử tàn bạo với người khác như vậy, ông bị hậu quả như vậy là đúng. Ông làm cái gì vậy? Ông buông tôi ra. Ông không buông tôi ra, tôi la là bây giờ đó. La đi, để coi người ta tới cứu cô nhanh hay là tôi giết cô nhanh. Dạ. Cô tôi. Buông ra. Có sao không con? Nè. Anh nói vậy mà em không hiểu hả Yến? Mình không thể nào giữ đứa bé đó được. Nhưng nó là con của mình mà anh. Em phải biết là bây giờ chúng mình không thể nào có con được. Em muốn mọi người bôi trò chét chấu vào mặt mình hả? Chỉ cần mình ở bên nhau, cùng nhau nuôi con là được mà anh. Anh đã hứa với em như vậy mà. Yến à, sao em bướng quá vậy? Em chỉ mới 17 tuổi đầu, hay là em muốn anh đi vô tù hả? Nhưng nó là con của mình, nó cũng là một sinh mạng. Tội nghiệp con lắm anh ơi.
Cái thai này chỉ mới có ít ngày thôi, nó chưa có hình thành. Pha đi, không sao đâu. Em không ngờ anh là con người như vậy. Vậy mà anh nói là anh thương em. Anh chỉ yêu bản thân anh thôi. Em sẽ không phá nó, em sẽ giữ nó. Anh đã nói hết lời với em không hiểu hả? Bây giờ em muốn làm gì thì làm. Có chuyện gì em biết rồi, anh vào nha. Anh yên tâm đi. Tội như anh có chết tôi cũng không muốn gặp lại. Tôi sẽ nói với con là ba con đã chết rồi. Được. Tốt nhất là nên như vậy. Lần sau đừng có dắt con tới giúp tôi nữa. Xe vô. Đây là nhân viên của tôi. Tôi có trách nhiệm để bảo vệ nó. Có chuyện gì vậy em? Em có chuyện gì buồn lòng đúng không? Dạ không có gì đâu anh. Có gì buồn lòng á, nói cho anh nghe đi. Dạ không có gì đâu anh. Thôi được rồi, nếu em mệt á thì em ngồi đây nghỉ mệt đi, để tất cả mọi việc anh làm cho. Em cảm ơn cuộc đời vì đã cho em gặp anh. Em thực sự hạnh phúc lắm. Vậy mà nãy anh hỏi có gì phiền lòng hay không, nay nó không có. Vợ chồng mình sống với nhau bao nhiêu năm nay, không lẽ nhìn vợ mình cũng phiền lòng hay không mà anh lại không biết sao? Đúng là không có gì qua mắt được anh mà. Vợ chồng sống với nhau không phải chia sẻ những lúc khó khăn như thế này sao? Có gì phiền lòng nói cho anh nghe đi. Em lại suy nghĩ tới chuyện cũ nữa đúng không? Chúng ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm cô bé. Sớm muộn gì cũng tìm được con bé thôi. Em đừng có dây dứt chuyện này nữa. Em khổ tâm lắm anh ơi. Cho dù thế giới này có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có anh ở bên em mà. Anh ơi, anh ơi, tới giờ phòng tập đóng cửa rồi anh. Xin lỗi. Dạ. Xin lỗi chị. Ừ.
của mình sao? Đây không phải là chỗ của anh. Mời nhau một ly rượu cũng được hả? Có thân nhau không mà mời? Không thân nhưng ít nhất chúng ta cũng đã từng quen biết mà. Quen biết gì nha anh hết? Ai da, ai lại nói như vậy? Nghe có tình cảm lắm. Nè, đẹp trai không đổi như cậu cũng có lúc chơi thảm như vậy sao? Không có đáng. Để tôi. Liên quan gì chứ? Sao lại không liên quan? Tôi đã chân thành khuyên cậu đừng dính vô với cô gái điếm đó, để cho thân tàn hoa giải như vậy. Tôi thấy xót giùm cho ba mẹ cậu lắm. Nói ai là con điếm? Ngu, cậu giả ngu hay là ngu thiệt vậy? Cô Thắm đó, người cậu chính đang cặp kè chính mình. Cấm mày, mày xúc phạm Thắm nữa, cô trách tao. Ê, quậy hả? Ra ngoài. Ê nè, con Thắm của mày chơi đã lắm. Ráng mà nuôi con tao nghe. Đấy. Có chuyện gì nói thiệt cho ba mẹ nghe. Con không có gì để nói hết, ba mẹ đừng có lo, con nói thiệt mà. Không có chuyện gì mà bảo mẹ như vậy, rồi biểu ba không lo là sao? Tại sao anh dám nói như cô ấy? Chuyện tôi có gia đình. Dạ, tôi xin lỗi ông chủ, tôi lỡ lời. Lỡ lời, lỡ lời. Từ giờ anh không cần làm nữa. Điều khó nhất trên đời này không phải là lấy tiền người khác bỏ vào túi của mình, mà lấy suy nghĩ của mình nhét vào đầu người khác. Hiểu không? Dạ, hôm nay cụ nhà ta thâm thúy quá à. Tôi mất mấy giây mới hiểu được luôn á. Quen kiểu gì mà cô để cho tôi qua đêm với anh Kiệt vậy? Mà cô có biết là đêm đó anh Kiệt tuyệt vời lắm. Báo cáo, đây là gói ma túy. Cô tàng trữ ma túy, xin mời cô về đồn. Gói ma túy này đâu ra vậy? Cô không biết gì hết á. Anh Kiệt, anh phải tin em. Anh Kiệt, mày tỉnh lại. Thắm, không phải là Thắm, tôi. Mày tỉnh đi. Anh làm gì vậy? Anh làm gì mà Thắm ra nông nổi như vậy? Trước đây Thắm là một người hiền lành, nết na. Chỉ đến khi gặp anh, Thắm mới trở nên như vậy. Nè, anh đừng có nói hàm hồ như vậy. Tôi nói cho anh biết, nếu Thắm có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Hôm nay có sự chứng kiến của tổ trưởng tổ dân phố, chúng tôi sẽ tiến hành khám xét nhà của cô. Tôi điện thoại, tôi nghe tiếng nói mà tôi đã đâu ra hết. Làm ơn tin tôi đi tuyên quan thiệt mà.